Theo luật căn cước 2023 kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ có hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước. Cụ thể, điều 7 luật căn cước năm 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như cấp cấp đổi cấp lại thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật, giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định, nhũng nhiễu gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước làm sai lệch sổ sách hồ sơ về căn cước thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước không cung cấp cung cấp không đầy đủ cung cấp không chính xác cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước luật căn cước cũng nghiêm cấm việc truy nhập làm thay đổi xóa hủy phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân